Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 9 năm 2021 ha. Thì về tình hình dịch bệnh ở Bến Tre thì tín hiệu cũng rất là đáng mừng. Những ngày trước thì không có ca mắc mới, và nếu mà có những ca mắc mới thì cũng đa phần là ở trong khu cách ly và khu phong tỏa ha. Thì ở Bến Tre của mình đó, bắt đầu áp dụng chỉ thị số 19 bắt đầu từ ngày 27 tây tháng 9 ha anh chị ha. Ở Bến Tre thì các chợ cũng đã mở lại buôn bán bình thường, quay trở lại bình thường hết. Và các quán ăn và quán cà phê thì bắt đầu là mình cũng sẽ đồng loạt mở lại, để cho người dân có thể là mình sẽ đến ăn sáng, uống một ly cà phê, dạng như là nó cũng hơi là cảm thấy là nó rất là thoải mái anh chị ha. Nhưng mà hiện tại thì một số quán thì người ta vẫn bán chủ yếu là bán mang đi thôi. Thì bây giờ thì thật sự thì khuyến khích là người dân mua mang về thôi thì nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà nhiều khi thì ăn sáng rồi thì mình ăn tận nơi, và uống cà phê thì mình cũng nhâm nhi một ly cà phê tại chỗ như vậy thì cảm giác rất là thích anh chị. Mới sáng thì bây giờ thời tiết cũng hơi ui rồi đây. Bây giờ thì em cũng sẽ đi một vòng ở Bến Tre để mình xem các quán ăn, quán cà phê thì người ta buôn bán như thế nào nha. Em đang ở trên đường Tán Kế, gần ở trong nhà em đây anh chị. Em cũng mới vừa ở trong nhà bước ra thôi. Ở buổi sáng thì trên đường Tán Kế thì người ta bán thức ăn sáng cũng rất là nhiều. Bên đây là quán cà phê Hoa Kiển. Đó là sau lưng nhà em đó anh chị. Đây, bên đây là quán cà phê, bắt đầu là người ta cũng mở rồi ha. Nhưng mà bây giờ thì các bàn đồ người ta sắp rất là thưa, thưa ra để ngồi cho nó có khoảng cách an toàn ha. Bên đây là quán cơm tấm. Bên đây là quán cà phê đơm ha. Quán cà phê bắt đầu là mở hoạt động lại hết. Thật sự thì mình uống cà phê anh chị, chủ yếu là nhiều khi mình cũng thích ngồi ngay cái góc đó. Rồi nhiều khi có bạn bè đồ cùng ngồi tán gẫu, uống một ly cà phê nó rất là cảm giác rất là ngon. Còn nếu mà mình ở nhà mình pha cà phê thì uống có một mình nó buồn anh chị. Đây là quán nước mía này của chị Tiên cũng bán cà phê rồi đó, nay cũng mở lại rồi ha. Các quán cà phê ở Hồ Trúc Giang á, thì là người ta rất là thích ngồi nha, tại vì rất là mát mẻ. Nên là em cũng sẽ đi một vòng cho anh chị mình xem thử nha. Bây giờ thì người dân ra đường rất là đông. Có thể là cũng đi làm, có thể là người ta đi chợ rồi đó anh chị. Đi mua hàng hóa rồi, nó cũng sẽ rất là tiện. Ngày hôm qua thì do là thời tiết mưa quá đi nên là em cũng không có đi làm được. Nhưng mà sáng hôm qua thì em cũng đã ghé quán ăn sáng và cũng đã được ngồi quán cà phê lề đường rồi đó anh chị. Em thì thích ngồi quán cà phê lề đường thôi. Ngồi mình nhìn đường, người dân đi chợ đồ á, nó thấy nó nhộn nhịp, nó rất là vui. Hiện tại bây giờ ở Bến Tre mình là người dân là sẽ được ra đường bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối thôi. Như vậy thì cũng được ha. Nhưng mà ra mình có thể là mình ghé quán mình ăn uống một tí gì đó, những các quán ăn vặt rồi đó. Còn lúc trước thì là mình chỉ có là được phép ra đường cho đến 7 giờ tối thôi. Bên đây là một quán cà phê nữa nè ha. Đầu là mở lại rồi đó. Đây là các quán cà phê dọc ở Hồ Trúc Giang. Em cũng hay ngồi các quán đây anh chị. Nhiều khi mình ngồi mình uống ly cà phê rồi, rồi xong bắt đầu là mình đi làm. Ta cũng sắp bàn hơi thưa thưa ha.
Nhưng mà bây giờ tâm lý một số người dân người ta cũng chưa có dám vào quán đâu anh chị. Mình cũng tập từ từ thôi. Đây là quán Ly Khao. Lúc này thì thời tiết mưa rất là nhiều, nên là ra đường quay lúc nào cảm thấy cũng hơi ui, hơi là xấu xí, không có được đẹp đâu chị. Đây là trường Anh ngữ Cambridge, nhưng mà cũng chưa có mở cửa cho học sinh đến đi học đâu. Tại vì bây giờ thì học sinh đi học rồi thì học online không à. Đây là một, cũng là một quán cà phê nữa ha. Cũng rất là nhộn nhịp anh chị ha. Uống cà phê rồi phải có bạn bè ngồi trò chuyện rồi nó mới vui. Chứ uống cà phê mà uống cà phê ngồi mình buồn lắm anh chị. Em lúc trước nhiều khi ở nhà cái sáng cái ra cái pha ly cà phê cái ngồi uống mình cũng buồn. Thật sự thì Bến Tre mình được như vậy cũng rất là mừng ha. Đây là một quán cà phê nữa nè. Ta cũng bán kèm thức ăn nào đó. Còn bên đây là phường An Hội. Ngày xưa ở đây là rạp Thắng Lợi á. Quán cà phê Thủy Mộc cũng chưa mở cửa ha. Bên đây là một quán cà phê Mocha cũng đông đúc, nhưng mà bàn ghế rồi thì người ta ngồi thưa thôi chứ không có ngồi san sát nhau ha. Đây là các quán ăn, quán cơm tấm. Bên đây là phở Ánh Hồng, tiệm cơm Nam Sơn. Đó, ta cũng mở ra hoạt động hết. Nhưng mà bây giờ thì cũng khuyến khích là người dân mang về là nhiều. Đó. Chợ bây giờ thì rất là nhộn nhịp. Bây giờ mở cửa lại thì hàng hóa đồ rất thông thương. Từ bây giờ các huyện đồ có thể là người ta cũng vận chuyển hàng hóa nó cũng tương đối là dễ anh chị. Nhưng mà hôm nay thì em thấy là xe buýt đồ cũng chưa có chạy nha anh chị. Hôm trước thì em cũng nghĩ là xe buýt có thể là sẽ hoạt động sớm, nhưng mà không ngờ thì xe buýt cũng chưa hoạt động đâu. Có thể là đầu tháng 10 có thể là xe buýt sẽ hoạt động lại ha. Chợ búa rồi thì bắt đầu ta cũng bán nó cũng rất là nhộn nhịp, do là đã ở nhà 2 tháng trời thì nhiều khi là các mặt hàng tiêu dùng quần áo rồi có thể là cũng bị hư bớt và nó bị cũ quá rồi, nên là người ta sẽ đi sắm những bộ đồ mới. Bây giờ ở Bến Tre thì các chốt ở trong Bến Tre thì đã tháo dỡ rồi, nhưng mà mình sẽ còn lại các chốt mà mình ở các cửa ngõ giáp với các tỉnh đó anh chị, thì mình sẽ còn các chốt đó ha. Trái cây đồ người ta cũng có bán rồi ha, nhưng mà cũng ít ít thôi, chưa có nhiều lắm đâu. Nay bắt đầu thấy khu dịch chợ đêm này người ta bán trái cây nhiều rồi nè. Chợ thì cũng rất là nhộn nhịp.
giờ quán ăn quán cà phê đồ mở lại thì nó sẽ vui hơn anh chị. Bây giờ thì vé số đồ là cũng chưa có mở bán lại đâu anh chị, có thể là qua tháng 10 là cũng có thể là sẽ hoạt động lại được rồi đó. Bây giờ thì tại vì vé số là của quốc gia cũng như là các tỉnh thì mình sẽ phải đồng loạt mở, chứ không phải như là ở Bến Tre của mình yên ổn rồi Bến Tre mình phát hành riêng vé số để bán được đâu. Các tỉnh khác thì bây giờ cũng đang áp dụng theo chỉ thị số 15. Ở Bến Tre của mình thì là em nghe nói là như là tỉnh đầu tiên mà mình áp dụng chỉ thị số 19 anh chị. Do là Bến Tre của mình thì về tình hình dịch bệnh thì tương đối là yên ổn hơn ha. Bây giờ mình chỉ cần bước ra đường, thấy không khí bà con đi chợ rồi đi ra đường đi làm rồi đó nhộn nhịp thì nó rất là vui. Còn nhớ lại thời điểm mà lúc trước mà áp dụng chỉ thị 16, trời ơi thôi đường vắng que, ngoài đường thì người dân cũng đâu ra đường được đâu, ai cũng ở trong nhà hết, cảm thấy rất là buồn, làm ăn đồ cũng rất là khó khăn. Thời điểm đó thật sự thì là đa phần là ai cũng chỉ có là xài tiền thôi chứ không có làm ra tiền nha anh chị. Xài hoài riết cũng hết tiền anh chị. Các tiệm bán ở dọc mặt tiền bắt đầu người ta cũng mở bán lại hết trơn rồi nè. Hàng quá bây giờ thông thương thì ta buôn bán cũng được thì cũng rất là mừng. Trung tâm thương mại Sen City đầu cũng mở cửa hoạt động lại ha. Siêu thị thì hôm trước thì cũng có các giờ dạng như là cũng tương đối là như giới nghiêm á, nên nó là dạng như là hạn chế ra đường thôi, thì cũng mình mở theo cũng theo cái khung giờ của Bến Tre người ta cũng như là quy định đó, là có thể là mình chỉ có mở cửa được là từ 8 giờ sáng cho tới hình như là 6 mấy gần 7 giờ tối thôi, chứ không có được mà mở thoải mái nha. Tại vì bây giờ thì cái người dân chỉ ra đường được trong cái thời điểm đó thôi. Đây là hủ tiếu Nguyên Quán, hôm nay cũng có người dân người ta vào và ăn sáng nữa ha. Người ta cũng mở lại nhưng mà nói về quần áo thì nó có hơi khó bán tí xíu vậy. Tại vì bây giờ á, thường là ta sắm quần áo là khi nào mà đi đám tiệc rồi đó, còn bây giờ nhiều khi nó chỉ giờ không có được tổ chức đồ cũng gì đám tiệc đồ, nhiều khi là cũng ít có sắm hơn. Bên kia cũng là một cái quán ăn đơn giản thôi, dọc lề đường thôi. Thấy cảnh không khí ở Bến Tre
đông đúc và nhộn nhịp, bà con buôn bán quay trở ngược lại bình thường thì cảm thấy rất là mừng anh chị. Bây giờ chỉ còn lại những người thu nhập thấp á, có thể là người ta cũng kiếm sống cũng tương đối là khó khăn, do là bây giờ thì người dân ai cũng thắt lưng buộc bụng, nhiều khi những cái công việc nào mà ví dụ như người ta làm được thì người ta sẽ tự làm, còn những người mà làm thuê đồ thì có thể là khi nào ổn mới có thể làm được. Đây cũng là một quán cà phê, còn mở cửa lại hết rồi nè ha. Hôm nào cái em đi buổi tối để em ghi hình một tí về Bến Tre về đêm, xem không khí mà người dân đi ăn ở các hàng quán nè, rồi người dân đi dạo phố nè, cũng rất là nhộn nhịp anh chị. Bây giờ thời gian hơi thưa thưa ra, được tới 9 giờ tối thì có thể là người dân người ta cũng sẽ thoải mái đi ra đường hơn. Các quán ăn mà người ta bán vào buổi tối thì đa phần là người ta sẽ bán tầm 5 giờ chiều. 5 giờ chiều là người ta bán tới tối. Bây giờ thì có thể là mình bán được tới 8 giờ hơn. Nhưng mà không quá 9 giờ nha. Em thì em hay ngồi ở các quán cà phê ở dọc đường đại lộ Đồng Khởi ở khu vực này, ngồi ở dọc ngoài lề đường vậy đó. Đây là cũng là một cái thú vui. Ra uống ly cà phê nhâm nhi, ngồi nhìn đường phố xe chạy, thấy nó cũng rất là sảng khoái. Có một số người thì người ta nhìn thấy xe chạy có thể là nhìn hơi nhức đầu. Dòng xoay ngã tư Phú Khương, một hướng thì là mình sẽ đi đường Nguyễn Thị Định, mình đi xuống khu vực xã của xã Phú Khương, xã Phú Hưng chứ. Còn cái hướng bên tay trái mình đây là đường Đoàn Hoàng Minh, là mình sẽ đi về phường 6 và mình đi đến phường 5 ha. Đây cũng là một quán cà phê ha. Của mình thì về tình hình dịch bệnh thì đa phần là các ca mới mắc mới là đa phần là từ những nơi khác đến, mà mấy rày thì rất là nguy hiểm, là toàn là những ca mà từ những người tài xế anh chị, người tài xế ở các tỉnh khác đến, rồi người ta cũng test nhanh ở chốt cầu Rạch Miễu đó, thì đa phần là vậy thôi. Chứ mà còn ở trong tỉnh của mình thì lúc này thì không có ca mắc mới ở bên ngoài, đa phần là từ nơi khác đem đến thôi. Đây cũng là một quán cà phê Lê Khao nữa nè. Lượng xe thì thấy cũng rất là nhiều. Bên đây là xe Thịnh Phát đây anh chị. Lúc này thì em thấy hình như là xe Thịnh Phát chỉ có là vận chuyển hàng hóa lên Sài Gòn thôi, còn vận chuyển hành khách thì như cũng là chưa hoạt động được. Bên này là trường Nguyễn Chiểu, trường cấp 3.
đường phố bây giờ đi rất là thông thương. Cái người dân bây giờ, cái mật độ mà người dân đi ra đường thấy, chị thấy không, rất là nhiều. Bây giờ em sẽ quẹo vào bên trong khu vực con đường mới ở khu dân cư chợ chùa một tí. Ở trong đây thì mình sẽ có rất là nhiều các quán cà phê. Quán cà phê Taka mặt tiền ngoài đây giờ cũng chưa mở cửa ha. Còn ở mé bên trong thì có quán cà phê người ta cũng mở cửa rồi nè. Quán xá bắt đầu là mở làm lại thì có người dân người ta đến, người ta cũng thưởng thức cà phê ăn sáng rồi. Cũng rất là vui. Con đường này buổi tối rất là đẹp anh chị. Buổi tối cái dọc ở hai bên mặt tiền á thì cũng có các quán ăn. Quán ăn, quán cà phê đâu, vui lắm. Đây là cà phê Gu Việt. À, đây thì bán mang đi nhưng mà vào ngồi thì vẫn được ha. Thì bây giờ nói thật sự thì cũng khuyến khích là người dân mua về thôi. Còn ngồi trong quán thì vẫn được, nhưng mà mình ngồi thì cũng phải rất là giãn cách. Đó. Đây là chợ Tân Thành. Chợ thì hoạt động cũng rất là lâu rồi. Chỉ có các hàng quán là cũng mới vừa được bán mà để mà người dân ngồi tận nơi á, là cũng mới đây thôi. Còn lúc trước là mang về hết. Bên kia là Ủy ban Nhân dân phường Phú Tân. Sáng hôm nay thì chủ yếu thì em cũng đi một vòng ở thành phố Bến Tre để cũng ghi hình cho anh chị thấy những khung cảnh mà các quán ăn, các quán cà phê mở ra đã được làm lại, buôn bán trở lại bình thường. Thì người dân thì mình cũng sẽ được vào quán ăn tận nơi, và quán cà phê thì cũng sẽ được ngồi tận nơi. Nhưng mà mình phải thật sự giãn cách. Như bàn ghế rồi thì cái số lượng bàn có thể là mình sẽ giảm phần nữa ha, để cho nó an toàn. Tại vì mình vào quán ăn, quán cà phê không lẽ giờ mình bịt khẩu trang anh chị. Vô ăn thì mình phải tháo khẩu trang ra thì cái mức độ thì nó sẽ nguy hiểm. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.